Màn tái hiện chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng của các em học sinh trường mầm non khiến ai xem xong cũng phải nổi da gà. Hòa chung không khí trong ngày vui đại thắng, thống nhất đất nước, thế hệ trẻ ngày nay cần phải nắm vững kiến thức lịch sử, đặc biệt là những dấu mốc quan trọng để khẳng định rõ độc lập chủ quyền của đất nước quê hương. Mới đây, ở một trường mầm non vừa tổ chức hoạt động vô cùng ý nghĩa cho các em học sinh, vừa để các em hiểu được ý nghĩa của ngày 30 tháng 4, vừa giúp các em cảm nhận được thời khắc thiêng liêng của toàn dân tộc thông qua màn tái hiện lại chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng với sự trợ giúp của các giáo viên cùng phụ huynh học sinh. Những gương mặt hồn nhiên, ngây thơ của các em nhưng tinh thần lại dũng cảm chiến đấu hết mình với màn trình diễn đã khiến cho cộng đồng mạng hết lời khen ngợi. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Qua màn tái hiện chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng của các em học sinh trường mầm non Bến Tầm, thành phố Hồ Chí Minh được cộng đồng mạng đều hưởng ứng rất nhiệt tình, bởi đây là hoạt động ý nghĩa vì các em vừa được vui chơi lại vừa được học tập, rèn luyện. Và điều quan trọng là củng cố kiến thức lịch sử cho các con trẻ từ khi còn bé. Nhiều người đã để lại những bình luận. Phải làm nhiều hoạt động như vậy để con cháu sau này không quên công sức của những anh hùng đã ngã xuống hy sinh vì độc lập Tổ quốc. Đúng, đúng. Dạy các con từ nhỏ, lớn lên các con mới thấm được tình yêu đất nước. Với phương châm dân ta phải biết sử ta, hoạt động giảng dạy của trường mầm non Bến Tầm, thành phố Hồ Chí Minh vô cùng ý nghĩa và rất đáng khen. Bạn nghĩ sao về màn tái hiện chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng của các em học sinh trường mầm non? Comment ngay cho TB Chan được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TB Chan và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé!